ngày càng mập luôn á, mà cái mặt em nó ghê hơn nữa. Kiểu như có mấy hôm tập thành thúc vi dậy sớm like á, không được cái gì hết, mà cái mặt chịu đóng mụn luôn. Em đổi cái nhân cái sau em được thấy sao em không hiểu. Em hơi bị khờ khờ một tí. Hello anh bờ. Thank you.
Giờ
em nhiều cô không? Trời ơi chị chưa kịp, kịp gì sao chị, là sao kịp gì sao chị, là sao ai đồ ngốc, ai đồ ngốc. Tháng sau em sẽ cố gắng để ý lại, cố gắng để ý lại. Tháng vừa rồi uổng nghe, tháng vừa rồi uổng nghe. 2-3 ca còn 2 ca một ca nha, em không biết luôn. Là chị bị thông kinh nghiệm hả? Là chị bị thông kinh nghiệm hả? Hay là sao? Hay là sao? Ôi em không biết chị ơi. Ôi em không biết chị ơi. Sao? Sao? Ôi em không biết. Ôi lỗi nhá, em không biết luôn á. Em không biết luôn á. Tại vì, tại vì, tại vì, tại vì, tại vì là em chỉ nghĩ là em chỉ nghĩ là chưa kịp nói em đã để anh kịp nói em đã để anh vậy là bây giờ sao, bây giờ là để vậy là sao chị? Tại vì em cũng em không biết, chứ phải là em coi nha, chứ phải là em coi hello thính sao mà hello thính sao vậy cho em cũng không rành đấy, em cứ tưởng là em cứ tưởng là là kiểu như lúc nào ai có mặt ở đó thì lúc nào đây ai có mặt ở đó biết đâu, em đâu biết đâu. Dạ dạ các bạn ngồi nha, các bạn ngồi nha. Hello anh A Tinh, hello A Tinh. Đây đồ ngốc mà đâu có đâu, em đang mọc răng khôn là em sắp khôn rồi đó, đúng không? Nghe đồn là mọc răng khô là nó sẽ khô, răng khô là nó sẽ khô. Em cảm ơn anh Liêm, em cảm ơn anh Liêm. Anh cảm ơn anh. Xin hello anh Tùng Vương, nhìn con bé kia như sợ đúng không? Sợ tao nói chuyện giống mấy mẹ VD vậy, giống mấy mẹ VD vậy. Tao chuyện giống mấy mẹ VD hay khi nào mua nhìn nhìn cưng cưng quá à.
bữa sau phải cố gắng tranh thủ dành thời gian đi tập tập gym lại cho nó to lên để thằng nào tới giả tình đó và kiểu như lừa tình là đóng một phát nó chết luôn. Nhìn bé như kia, em đi thay hả? Chắc em vui vẻ. Ủa em có đi thay đâu, em đang nói chuyện mà. Anh bị làm sao thế, tập chủ quá đúng không? Hello hello ID, hello Long Ca, hello tập chim giống chim bóp em. Mặc dù là biết đang nói vậy nhưng mà đọc comment không thể nào mà nhịn cười được luôn á. Chim bóp là trái gì má? Giọng mắt nghe chuẩn em hả? Em đó không, em không phải là giọng mắt đâu. Hello Sam, hello hello anh bán chuối chiên. Thích thêm chữ vô ghê á. Em chữ vô mấy cái tên người ta đọc nhìn trước thế. Hello anh bán chuối chiên nhỉ? Anh đi rồi á? Đi rồi thì thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Mắt gì đặc trọng nam. Hello anh nè, hello mọi người. Nhưng mà em thích nói giọng Bắc lắm á nha. Em nói giọng Bắc cũng chuẩn lắm á. Hơi bị ngọt, có tin không? Hello Minh Quang, hello anh. Em nói giọng Bắc là chuẩn không cần chỉnh luôn ấy. Nhờ. Chuẩn không? Hello, hello mọi người. Không hả, không chuẩn hả? Đâu có. Nói lại thử nha, nói lại thử nha. Nói lại thử xem có chuẩn không nha. À, nhà anh có bán rượu không? Hết, từ từ phải làm sao mà nói cái kiểu gì thì mới nói được. Quê em ở đâu ở? Quê em gốc Nghệ An mà em được 2 tuổi thì em vào Vũng Tàu sống nha. Đặt tiếng nhỏ. Em nói đáng ghét nha. Đáng ghét không? Đừng ghét người ta nha. Cái tội lắm á. Hello F. Đấy là cuốn nổi rồi. Ủa vậy hả? Là uống lưỡi chứ không phải là giọng Bắc hả? Chứ bây giờ giọng Bắc này nói sao cũng phức tạp quá ha. Thôi nhưng mà em chửi giọng Bắc hay lắm á. Có nghe, có muốn nghe chửi không? Mà sợ nói em mất dạy thôi. Nhưng mà em không biết sao nữa. Nhưng mà em chửi người ta thích nghe lắm. Người ta nói ơi con bé này chửi nghe hay quá. Nó chỉ vô nhiên. Nhà em có bán được không? Có nè. Hello anh em. Dạ chào chị xinh đẹp, hello Ngô Hoàng Lộc nha. Trời má ơi, hẳn là chị muốn người ta mặt non vậy mà chị. Hello mọi người nha. Hello Super Lầy Tâm. Trời tên dài dễ sợ luôn á. Em làm gì mà đặt con người yêu? Em còn đang sợ ý thế này. Hello mọi người nha. Mọi người ơi, nói chuyện nhưng mà đừng có quên giúp em làm nhiệm vụ nha. Ai không? Em chào cô. Hello Trần Lê Hoàng nha. Hello con nhỉ. Cô hello con nha. À quên, thì nghe mà còn nghe nó mới nghe. Nó ra cái giọng gì. Hello TP. Hello mọi người. Có ai không?
nó mời BK nhưng mà em ít chơi BK lắm. Em thấy nó chịu vui hơn á. Hello, hello chị Na nha. Hello chị nè. Hello. Có cho tiếp tối nhớ tặng thằng Thú nha. Nhớ đó, phải thần thú mới lấy đó. Đúng rồi, mọi người follow lại đi. Đúng rồi đấy, mọi người follow đi nhé. Hit me, sao hit me? Hit me sao? Em đùa thôi. Em đang ở công ty hả? Không, em đang bán trà sữa nè. Follow chỗ nào em hả? Follow cái chỗ mà anh nhấn hai lần follow là anh sẽ follow được em đó. Hello tụi hút nè. Nó bị chói quá, nhìn cái mặt em nó dị nhân ghê á. Sao nhỏ. Thì anh nhấn hai lần follow là anh sẽ follow được em đó. Anh hiểu không? Anh đi vô công ty, lát anh vô sau. Ok anh, bye bye anh nha. Em 125k. Đâu ra em làm có 25k thôi. Nhưng mà tháng này nè, tháng trước em làm 25k nhưng mà em lại đồ mới, em không để ý. Là em làm được 23k thôi. Xong rồi không có đủ. Đấy là ngày cuối em không để ý á, cho nên không có đủ luôn. Tại vì cũng không có ai nói cho em mà sao em biết chỗ hay kiểm tra được. Vậy thì tháng sau này thì mọi người bảo là làm 60k đi. Thì tháng này em sẽ cố gắng làm 60k. Hôm nào ra Vũng Tàu mời em cà phê được không? Tại sao quán em bán trà sữa mà anh vô uống trà sữa phải mời em ra quán cà phê hả? Tiên ca xe á? Tiên ca xe. Đúng rồi, tiên ca xe. Là sao má? Nói chuyện má hồi rối luôn á, anh đau răng quá. Vũng Tàu cho xin địa chỉ hả? Bà Rịa Vũng Tàu nè. Quán trà sữa, đúng rồi, quán trà sữa này sao vậy? Còn một cho hai lần tiên trà sữa. Thì tặng em đi, tặng em nè. À, trẻ hả? Trà xin bán trà sữa nè. Lập đi ra nha. Giận mấy người luôn á. Yeah.
xíu nha.